À Linh Lê, đứng lại, chơi trò này vui đấy. Không chơi nữa đâu, không đùa đâu. Trò này vui mà. Trò này sợ lắm. Sợ. Không đùa đâu. Ông vui mà. Đứng lại Linh Lê, tôi còn đạn đấy. Không đùa đâu. Mình phải chui vào đây mình nấp rồi. Tân Paris đuổi mình dữ quá thì không biết. Chả hiểu sao kiếm đâu ra cái súng kia. Các bạn xem cái Tân Paris kìa. Đây. Đấy, phải nấp vào đây rồi. Không hiểu sao Tân Paris kiếm đâu cái súng nó bắn kinh quá. Ôi trời, mình né ở đây hơi bị ngon đấy anh em ạ. Sướng thật đấy, Tân Paris ra tìm được mình. Hiện này nó đuổi theo tôi như này. Thôi được rồi, anh em đi cùng bọn mình ra gọi là thị phạm trong đúng không nhá. Đi đâu ra tôi ra nào. Đi xuống kia kia. Đi ra đây không phải sợ. Đâu. Đây em đi xuống đây. Đây. Ông nhìn đi. Ông nhìn đi. Ui rồi. Đây ông nhìn xem rồi. Ui. Cái gì kia? Đúng con quỷ ống rồi ông ơi. Ui, ông có nhìn thấy hai cái đầu nó là hai cái ống không? Quá đấy, sợ quá. Nhanh về triệu tập cả Minh Tuấn nữa, nhanh thật triệu. Đi về đâu, đi về thôi. Nào, ông gọi Minh Tuấn nhanh lên. Gọi Minh Tuấn đây. Alo Minh Tuấn ạ. Alo Tân Paris à? Alo Minh Tuấn ạ. Về ngay lập tức nha, về trụ sở nha. Xuất hiện con quỷ rất đáng ngờ. Đánh lên, về đi. Còn tôi đi đây. Về đi lên. Đến trước đến trụ sở. Tôi đi ngay. Ôi ông Linh Lê, ông Tuấn đâu? Tập trung lại chưa? Rồi. Bạn đây. Tình hình là nguy cấp rồi. Nguy cấp lắm rồi. Nhưng mà bây giờ để xác nhận lại con quỷ này có chính thức là con quỷ lùa ống thì bạn quét radar đi. Quét đi. Radar start. Chính xác rồi. Chính xác đó là con quỷ đầu ống rồi Tân Paris ơi. Chính xác là con quỷ đầu ống xuất hiện à? Đó chính là nó. Tôi đã nghiên cứu rất kỹ rồi. Quét radar ra con quỷ đầu ống rồi. Anh em ơi, hiện tại khu vực bọn mình đang sinh sống là có con quỷ đầu ống ấy. Tuấn có sợ nó không? Sợ. Nhưng mà vẫn phải chiến đấu nhá. Thế bạn có biết luôn đấy. Bạn có biết cái thông tin gì về con quỷ đầu ống này không? Có, theo cái nghiên cứu của tôi ấy thì con quỷ đầu ống này có sức mạnh lửa và sức mạnh nước. Nếu chúng ta không đề phòng và chúng ta mất cảnh giác thì nó có thể biến tất cả vùng đất này chúng ta ở thành sông hoặc là sa mạc. Bởi vì sức mạnh nước và sức mạnh lửa của nó cực kỳ mạnh. Các ông có biết tin gì không? Cái gì? Nó là biến thể của con quỷ đầu loa. Và có thể nó còn là con quỷ toilet nữa cơ. Quỷ toilet là cái gì? Con quỷ toilet chính là cái con mà nó phun ra rất nhiều cái nước ở trong bồn cầu, trong nhà vệ sinh ấy. Toilet là nhà vệ sinh, hiểu chưa? Ôi thì mùi kinh lắm không? Toàn mùi nước bẩn thôi, thối lắm. Thôi rồi, anh em tập trung. Bây giờ tôi sẽ tổng kết lại các thông tin về con quỷ này nhá, để rồi anh em nắm được nhá. Ông tổng kết đi. Đây anh em nhìn đây này. Đây nhá, chính là hình thù của con quỷ đầu ống nhá. Anh em nhìn chưa? Đấy, đầu nó có hai cái ống này. Đấy, hai ống rất vững chãi nhá. Thân của nó cao ngang quỷ đầu loa, nó là biến thể của con quỷ đầu loa nha anh em. Và con này cũng cao tầm 12 mét. Anh em có biết cái lượng nước nó chứa trong đây là bao nhiêu không? 2 tỷ mét khối nước nhá anh em nhá. 2 tỷ mét khối nước, anh em có biết nó nhiều thế nào không? Nhiều vô kể. Và sức mạnh lửa của nó anh em biết thế nào không? Sức mạnh lửa của con này nhá, cái nhiệt lượng nó tỏa ra nhá, ngang mặt trời anh em ạ. Nó siêu nóng, có thể đốt cháy tất cả mọi thứ. Đây anh em nhìn vào đây nữa. Đây, con này phải là biến thể nguy hiểm của con quỷ đầu ống cái này anh em này. Đây này anh em nhìn này, răng của nó có khiếp không? Đấy, cái đầu nó này anh em này. Cái đầu nó là như kiểu cái toilet đây này anh em này. Đấy anh em nhìn chưa? Cái đầu chưa? Đấy, như cái toilet luôn. Anh em ơi, con quỷ này cũng còn kinh khủng nữa. Nó không quá nhiều nước, nhưng mà nước có thối anh em ạ. Nước toàn đến bồn cầu thôi. Nên là bây giờ Linh, Tuấn đầu chuẩn bị này. Nghĩ ra phương pháp, ông có nghĩ phương pháp gì để chống lại nó chưa? Tôi có ý kiến. Ý kiến gì? Ý kiến gì nói đi. Nó không nên đâu, thì mình xây ngăn thì đến đấy. À, tức là nó bảo là các con quỷ nó phun nước đến đâu thì mình xây tường ngăn đến đấy. Ông thấy cái ý kiến đấy có hợp lý không? Theo tôi thì không hợp lý lắm. Thực ra là cái tường ngăn thì đối với lượng nước nó bé thôi. Cái lượng nước nó hàng tỷ khối thì làm sao mà mình ngăn được. Mình xây Cái tường lên rời cũng chẳng ngăn được. Lên rời à? Cao lắm, nó hàng tỷ mét khối cơ mà. Tôi có ý kiến rồi. À, ông ý nghĩa là ông nêu xem nào, xem có chống lại được không nào? Con quỷ nó cái đầu nó có hai cái ống rất to đúng không? Hai cái ống. Hai cái ống. Bây giờ anh em mình tìm cách mình bịt hai cái ống ấy lại là xong thôi. Bịt hai cái ống lại. Bịt lại. Bịt lại thì phun vào mặt à? Nhưng mà ông phải tìm cái vật liệu gì nhá, nó thật khỏe vào thì mới giữ được cái lượng nước nó hàng tỷ mét khối nó phun ra. Bây giờ phải nghiên cứu này. Tôi có một ý kiến này, làm chặn được từ đầu nguồn này. Ông chặn kiểu gì? Tôi hỏi ông nó phun nước đúng không? Thế nó phải lấy nước ở sông lên chứ. Nó lẽ sông đúng rồi. Mình chặn cái cửa sông lại, không cho nước vào sông nữa. Hợp lý đấy. Mà thậm chí nhá, khi mà nó vừa đến cửa sông qua ra, mình dùng cái biện pháp, mọi biện pháp mình đánh đuổi đi thì nó khỏi phải hút được nước. À thì cho không xuống được sông nữa. Không xuống sông thì lấy đâu ra nước mà nó phun. Được đấy. Triển khai. Cái gì? Con quỷ toilet sao? Con quỷ toilet á? Nhở. Thế làm sao chống con quỷ toilet giờ? Ông Linh, hay là ông cũng bịt nhá, ông bịt cái đầu con quỷ toilet đấy nhá. Ui, con này thối lắm, tôi nhường lại các ông đấy, kinh lắm. Thối lắm, con này kinh lắm. Tôi có cách. Có cách gì? Nhà các ông nhá. Có toilet đúng không? Thế ông khử mùi bằng cái gì? À, khử mùi bằng cái chai bồn cầu ấy. Chai rửa bồn cầu. Chai rửa bồn cầu ấy. Bây giờ nó phịt đến đầu nhá, mình khử đến đấy. À, mình khử bằng cái chai đấy, được chưa? Bây giờ tất cả anh em về chuẩn bị nguyên vật liệu nhá. Tuấn về chuẩn bị cho chú 1 tỷ mét khối cái nước khử bồn cầu nhá. Để còn chống lại khẩn trương. Đi nhanh lên. Nào bạn ơi, bạn đi lấy cái gì nhỉ? Bạn đi chuẩn bị ống cho tôi này. Rồi. Ống này, rồi một cái máy phịt đấy. Rồi biết rồi, máy vòi rồng các kiểu. Biết rồi, đi luôn đó. Anh em đi cùng mình nhá, chống lại con quỷ đồ ống đẹp không? Anh em ơi, mình lấy được chai nước rửa bồn cầu rồi. Bây giờ mình cũng sợ được con quỷ bồn cầu nữa. Anh em ơi, mình đã lấy được cái ô này có thể chống được hàng tỷ mét khối nước nhá. Thứ hai nữa là cái ống là cái máy phun khói này anh em ạ. Cái máy phun khói này rất thần kỳ, nó có thể phun ra khói khắp kín bầu trời luôn để kiểu đánh lạc hướng cái con quỷ đồ ống này. Bây giờ không biết là anh em chuẩn bị Linh với lại Tuấn chuẩn bị đồ đấy đâu rồi. Bây giờ bọn mình phải tụ hội lại để đi chống con quỷ đồ ống nhá. Anh em đi cùng mình nhá. Các bạn ơi, mình đã kiếm được 2 cái vũ khí siêu lợi hại rồi, các bạn nhìn thấy không? Đây, cái ống này. Ui giời ơi, cái này nhá. Riêng con quỷ đầu ống nhá, nó phun ra bao nhiêu nước nhá. Cái ống này nó hút được hết. Cái ống này nó có sức mạnh thần kỳ luôn. Còn cái súng này các bạn biết là gì không? À, để kết liễu con quỷ đầu ống. Đấy. Ông Linh. Thế đi. Ông chuẩn bị đầy đủ các công cụ chưa? Anh nhìn thấy 2 vũ khí hoành tráng chưa? Được đấy. Cái ống này với cái quả súng này là cấp đấy. Hơi nặng đấy. Minh Tuấn bây giờ nó đi với ông mà. Thế tôi tưởng nó đi với ông. Chết rồi, thế bây giờ nó đi đâu rồi? Chết rồi, khả năng là nó mang vũ khí đi chiến nhau với con quỷ đống trước rồi. Chết rồi, nó đi tìm con quỷ đống rồi. Không hay rồi. Đi tìm nó nhanh lên, ra đâu cứu nó thì cứu thôi. Quỷ đống, nhận luôn đây. Tôi đang phải đi cứu cháu. Tuấn, bạn ơi. Tuấn. Rồi, đứng dậy thế nào? Dậy. Có sao không? Mày bị làm sao? Ôi giời ơi! Sao mà mặt đen xì thế này? Mình lại đánh nó, không ai thua. Cái gì vậy? Trời ơi! Ôi giời, nó lấy cái nước rửa bồn cầu. Mày lấy nước rửa bồn cầu đi đánh con quỷ đầu á? Sai rồi. Cái nước này là để đánh con quỷ toilet cơ mà. Ông đầm à? Bị đánh đen mặt đúng rồi. Ôi. Ui Linh. Bạn ơi, nó đang phun lửa kìa. Nó phun lửa này. Làm cái nào bây giờ? Bạn lấy cái này vòi sông này, bạn phun lại lửa để dập tắt lửa đi. Quản ra. Phun nước đi. Phun nhiều đầu ống mày xác định đi. Tắt lửa rồi Tân Paris ơi. Tắt lửa rồi này. Chị thắng rồi. Linh đánh được con rồi. Thằng cái gì? Con này còn có sức mạnh phun nước cái kia. Chuẩn bị chống lại 2 tỷ mét khối nước của nó đi. Ông Linh. Cái gì? Bây giờ nó phun ra nhiều nước như này thì chống lại được không? Mình đây. Biết cái vũ khí này không? Không. Cái này vừa phun được nước lại vừa hút được nước. Hiểu chưa? Con quỷ đầu ông kia mày phun ra bao nhiêu nước tao hút được hết. Bạn hút đi, nhanh lên, nó ra nhiều quá. Tôi xử lý. Hút đi. Tân Paris ơi! Tình hình nào rồi ông ơi? Tôi hút được 1 tỷ mét khối nước của nó rồi nhưng vẫn còn 1 tỷ nữa chưa hút được. Còn 1 tỷ mét khối nữa đúng rồi. Ông để tôi, cầm cái Minh Tuấn. Cái gì ấy? Cái này là cái ô thần của Doraemon, nó có thể hút 1 tỷ mét khối nước. Ông lên đi, chiến đấu đi! Tao sẽ chống lại ngươi, quỷ đồ ống kia! Đẩy nước đi! Chiến thắng rồi! Dây cái nào! Hey! Yeah! Ôi! bình tĩnh đây, nghe đây. Cái gì? Cái gì? Anh em có nhìn thấy nó chạy đi đâu không? Nó chạy đi mất rồi, nó thua rồi. Nó chạy đi ra đầu nguồn nó lấy nước. Chết rồi, nó lấy nước tiếp đấy. Anh em đâu? Bây giờ tất cả những công cụ đi ra chặn cái hành vi nó lại nhanh lên. Chặn cầu đi đấy. Là cửa cống. Đánh chân Minh Tuấn đây. Đánh chân. Đây cửa cống lại, xoay cái này này. Ai. 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 Ôi hồi mệt quá. Tân Paris ơi, bọn tôi đóng xong nắp cửa cống rồi. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Vậy là anh em ơi, cửa cống đã bị đóng rồi và bây giờ con quỷ đầu ống không thể hút nước nữa. Bây giờ mình sẽ xịt khói để đuổi đi nha anh em nhá. Đi đi, quỷ đầu ống kia. Đi đi. Đi đi con quỷ đầu ống. Đi đi khỏi chỗ tao hả? Đi đi. À, anh em ơi, vậy là anh em mình đã chiến thắng được cái con quỷ đốm rồi ấy. Mình đuổi được nó đi rồi anh em ạ. Tới đây, mày cầm cái ô mình vứt đi. Ê, cái đồ ô Doraemon à? Vứt đi. Không vứt được, không vứt được. Sao lại không vứt được? Nhớ đâu còn những con quỷ khác nó đến nữa, anh em mình còn phải chống chứ. Thì làm gì còn con quỷ gì nữa. Tôi nghĩ là còn. Mùi gì? Không phải mùi hôm này. Thối thế. Không phải. Có mùi gì thế Tuấn, có người mùi gì không? Giống mùi bồn cầu. Cười cái gì mà cười? Mùi bồn cầu rồi. Mùi bồn cầu rồi. Không phải mùi này. Không phải. Mùi bồn cầu. Mùi bồn cầu. Con quỷ bồn cầu nó xuất hiện rồi cái kia. Cầu xuất hiện rồi. Minh Tuấn à, mày lên chiến đấu đi. Lên chiến đấu đi. Để được nữa rồi. Vẫn còn thối lắm. Đi. Đi về nhà nghiên cứu. Chúng nó về đây. Đi về đây. Ui, Tân Paris ơi, thối không chịu được đâu. Thối quá, Tuấn ơi. Thối quá. Con quỷ bồn cầu này nó xịt ra nước thối quá, không thở được. Nó không xịt nhiều nhưng mà anh em bịt cái mặt nạ phòng độc này lại cho nó đỡ mùi. Bịt lại. Ôi. Đỡ hơn rồi. Ui rồi. Đỡ hơn cái mùi bồn cầu rồi anh em ơi. Ủa, nhưng mà nó vẫn xịt tiếp thì không ổn rồi. Có cách nào không? Cái đó trai một xịt một cầu đâu. Tuấn đâu? Đưa chú. Lên xịt nó. Lên đi. Xịt cho hết mùi đi anh em ơi. Xịt cho hết mùi đi. Hết mùi rồi. Ui, quá thở quá. Thở được rồi bây giờ. Hết mùi rồi. Kinh quá. Lại có mùi rồi. Ui nó lại thổi ra tiếp. Phun tiếp rồi. Có cách nào khác không? Hả? Phun xanh không? Ông Linh ơi, ông đánh đột kích ông chùm nữa nhá. Ông chùm nữa. Để tôi. Con quỷ kia, mày chết với tao. Ê, con quỷ toilet, mày xác định đi. Ê. Siêu không? Quả phong này đã bắt được con quỷ toilet rồi Minh Tuấn ơi. Rồi. Ê, nó sống lại rồi. Chạy đi. Con quỷ rồi. Ôi, quỷ toilet. Dàn trận đi nào Tuấn. Linh dàn trận. Nó cổng con trông của tôi đi. Ông đưa dưa đi. Dưa vào. Bắn đi. Bắn lên. Nó chạy rồi. Ôi mệt quá. Con quỷ toilet chạy rồi anh em. Nó chạy rồi. Anh em ơi, hôm nay bọn mình phải rất vất vả. Thật sự hôm nay rất vất vả. Mình Linh và Tuấn hôm nay mãi mới đánh được hai con quỷ trong một tập. Mệt đâu? Hai con quỷ trong một tập phim anh em ạ. Anh em xem video nhớ ủng hộ chúng mình bằng cách like video này và đăng ký kênh Tân Paris nhá. Anh em nhớ đăng ký kênh Tân Paris nhá. Nói chung là anh em cảm ơn anh em đã đồng hành cùng bọn mình trong cái thời gian vừa qua ấy. Và anh em ủng hộ nữa đi, like tiếp đi để kênh mình đạt được nút bạc sớm nhất, thậm chí là vượt nút bạc và đạt được nút vàng sớm nhất anh em nhá. Cảm ơn anh em xem nhá, đã đồng hành cùng bọn mình trong suốt thời gian vừa qua nhá. Anh em nhớ theo dõi tập tiếp theo nhá, có những cái tập rất là hay, rất là siêu phẩm tiếp theo nhá. Anh em đăng ký kênh Tân Paris nha anh em. Cảm ơn anh em. Bye bye. Bye bye. Bye bye nhá.